Trần có một phong cách, wow. Mọi người biết đây là gì không? Lát nữa mọi người sẽ biết. Lát nữa nha, mọi người sẽ thấy được. Cái màu cà phê để mài nãy đó còn chocolate vậy đó, chút xíu cái đầu cũng gọi lên nha.
rồi nè. Wow, chanh muối bây giờ dưới lắm á. Nhã Thi cũng vẽ luôn. À, Nhã Thi vẽ bong bóng. Ba. Nhã Thi vẽ luôn nè. Nó cọ nó chấm vô, nó vẽ. Mày không có biết là bây giờ chị đã cào. Được chưa? Kéo là kéo nè. Chỉ miếng nước xíu thì kéo. Kéo của nó sống sống ra. Anh ơi, Nhã Thi vẽ luôn. Cầm cọ nhúng màu vẽ. À, anh nhìn Nhã Thi nè. Nhã Thi vẽ lên bong bóng. Chắc cho Thi bức tranh là Thi cũng vẽ được luôn á. Do rồi. Cầm cọ lấy màu rồi nó vẽ lên bong bóng. Bức tranh của Phúc Nguyên hiện tại đang nổi nhất nha. Yeah. Bức tranh của Phúc Nguyên. Phúc Nguyên là giải trí chính kiến của mình. Phúc Nguyên sáng tạo. Mà cái vừa cái